Ok. Đỡ khỏi đẻ trứng này. Thanh niên thứ hai chạy đi đâu? Đó, vẫn có người bắn kìa. Đâu rồi? Vừa nghe thấy tiếng súng xong. Đây rồi. Ok. Săn luôn anh em ơi. Không có bom để mà chọi vào nữa cơ. Một bé. Hai bé. Cờ lia luôn. Hai thanh niên ngáo ngơ bị mình bắn như thế rồi mà chỉ có đứng im cho mình bắn thôi. Anh em chơi cái game này đúng không? Mọi người bắn cái nòng giảm thanh ấy có thấy là nó giảm giật tốt hơn là cái nòng bao? Mặc dù là cái nòng giảm thanh trong cái tác dụng của nó thì không hề ghi là có tác dụng giảm giật nhá, nhưng mà nếu mà mọi người chơi ấy, mọi người để ý ấy, thì khi mà lắp cái nòng giảm thanh vào ấy thì sẽ giảm giật được nhiều hơn là khi mà không có lắp nòng giảm thanh nhá. Anh em không tin thì test mà xem. Mình chơi mình cảm giác lắp cái nòng giảm thanh vào bắn đỡ giật hơn hẳn luôn. Và lại đây. Ngon thì lại đây. Bố láo. Này thì công mình này. Còn một thanh niên đi mon tôi chắc nữa anh em ạ. Để
để tránh gặp rủi ro thì mình tốt nhất là mình nên đi thật xa cái khu vực này ra. Tại vì ở trên con xe motor chắc thì mình không biết là có mấy người. Đâu rồi? Mình sẽ công từ từ mấy thanh niên này và giết hết luôn. Xuống xe. Mấy người? Mỗi người thôi à? Ok, lia. Tưởng gì có mỗi một người. Là mình cứ tưởng là bạn ấy dẫn hội đồng đến cơ. Trời đồ luôn. Phun đồ luôn. Có xe kìa. Chắc chắn là mấy bạn kia đi lút thí anh em ạ. Không có đồ gì. Hiện tại thì ở trên bản đồ chúng ta còn 8 người. Tính ra chắc còn khoảng tầm 3-4 team gì đấy. Ok. Khi mà lắp cái nòng giảm thanh vào thì bắn đường đạn nó không lệch đi đâu luôn. Mình đã test trên cả khẩu FAMAS rồi. FAMAS khi mà có tay cầm 3, nếu mà không có nòng giảm thanh ấy, thì bắn đạn nó vẫn bay hơi hơi lệch một chút. Nhưng mà nếu gắn thêm cái nòng giảm thanh vào ấy, là đạn nó bay đúng theo một đường thẳng luôn. Cực phê anh em ạ. Cái khẩu Ska này thì giật hơn thì mình không nói. Nhiều người bảo là cái khẩu Ska này ít giật. Nhưng mà không phải là ít giật đâu anh em nhá. Nó cực kỳ giật đấy. Chẳng qua là anh em chưa cảm nhận ra thôi. Kia bạn ấy không thèm chạy bo luôn kìa. Làm gì hả cưng? Đến lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn bị cầm nhầm sang chảo để quạt nữa. Cái này mình cũng bị khá là nhiều em ạ. Nhiều khi cứ thấy địch là ấn nút bắn thôi, nhưng mà biết đâu rằng mình đang cầm chảo đâu. Hộ mình đi. Chạy bằng niềm tin à. Chạy bằng niềm tin à. Ồ. Phát thì mạnh quá, phát thì nhẹ quá. Lại phát nữa này. Thanh niên bên trên đang bắn mình. Bạn nấp luôn rồi anh em ạ. Bắn mình lo do được vài viên rồi nấp luôn rồi. Ok, mình én thôi. Đây rồi. Rồi, bạn ấy lại thoát nữa rồi. Thanh niên trên nấp hay ghê. Ok, clear. Ok, tiếp tục là một thanh niên nữa này. Nhưng mà bạn ấy mới phục thôi. Ừ, thanh niên trên cái cột điện được cứu rồi. Cứu bao giờ vậy?
quyết định chạy xuống trước đồng đội à? Hai thanh niên luôn. Ôi. Ok. Ba thanh niên, một team ba người. Cứu nhau đi. Chưa kịp nói câu, ăn nguyên quả bóng liệm anh em ạ. Đang tưởng là miếng mồi ngon, hóa ra là bị mấy thanh niên đấy giết. Quá buồn. À, mà mình bị giết bởi M451 anh em ạ, không phải bởi phóng liệu đâu. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật tốt lành. Bye bye.